Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh. But we have the same spirit. Và tôi tin rằng, and I believe that, lời của Chúa ngày hôm nay, the God word today, sẽ ích lợi cho mọi chúng ta. Will be helpful in your life. Và lời của Chúa, and God's word, sẽ gây dựng, will building your spirit, sẽ làm chúng ta được mạnh mẽ, and make you strong. Một lần nữa xin chào mừng những người bạn ở xa của chúng ta. One more time, I welcome you all to be joining with us today. Chúng ta cũng chào mừng sự hiện diện của Đức Thánh Linh hiện diện trong thời giờ này. And we also welcome our Holy Spirit today. Cầu xin Thánh Linh của Chúa ngài đầy dạy ở trên chúng ta. May God upon you. Amen. Amen. Trước khi tôi bắt đầu chia sẻ lời của Chúa thì tôi xin thú nhận là lần đầu tiên tôi giảng mà có người dịch. Before I start sharing today, I must confess that this is the first time I preach but having a translator beside me. Cho nên là có nhiều khi tôi nhảy quá đó, tôi đi nhanh quá thì người dịch chịu khó chạy theo tôi. So maybe I go a little too fast. I hope the one beside me can go fast as me. Rồi, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẵn sàng chúng ta nghe lời Chúa chưa? So are you ready? Rồi, cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi sẽ cùng học với lại Hội Thánh của Chúa một cái chủ đề mặc dù là rất là quen nhưng nó lại rất là cần thiết. Today I will teaching about one thing that's very similar to you but is necessary. Bởi vì đôi khi vì quá quen, because it's too similar to you, cho nên chúng ta bỏ qua, and we didn't notice it all. Chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta cứ lướt qua, hoặc là chúng ta giảng theo lối mòn. We reading Bible but we did not notice the key in the Bible that you need to catch. Cho nên đôi khi đánh mất ân điển của một số người mà chính là bởi vì chúng ta giảng theo lối mòn. Sometimes we losing grace because of that. Xin Hội Thánh chúng ta cùng nhau chúng ta mở ra sách Matthew đoạn số 22. Please open the book of Matthew chapter 22. Chúng ta xem từ câu số 1 cho đến câu số 14. From verse 1 to verse 14. Matthew đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu số 14. Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Rồi, nếu chúng ta đã có thì xin theo dõi, tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh này. I will read it with you. Đức Chúa Giêsu lại phán thí dụ cùng chúng nữa rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vậy: Này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình, kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán. Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi, song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết tại những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến ở trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Khi chúng ta đọc phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy phần Kinh Thánh này quen thuộc không ạ? So do you see this chapter similar to your life? Quá quen, phải không ạ? Too much. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học được gì qua phần Kinh Thánh mà quá quen thuộc và chúng ta đã được nghe rất nhiều lần rồi đây? So basically you already hear this many times and read this chapter very much, but what the lesson you gave out of it? Tôi sẽ tóm tắt phần câu chuyện này để chúng ta hiểu được cái cốt lõi của cái phần Kinh Thánh mà ngày hôm nay chúng ta học. Let me summarize the whole part so that you can know what we going to learn today. Cái câu chuyện về tiệc cưới của một vị vua tổ chức cho con của mình. This is a story about a wedding that the king celebrate for his son. Là hình bóng chỉ về tiệc cưới của chiên con mà Đức Chúa Trời ngài đã chuẩn bị. It's the picture of the Jesus Christ wedding that God prepared for him. Tuy nhiên, chúng ta thấy có hai đối tượng người được mời ở trong phần Kinh Thánh này.
And there's a two type of person who was invited to this wedding. Đối tượng thứ nhất là người được mời ưu tiên. The first is a VIP. Đối tượng thứ hai là những người không được nằm trong diện ưu tiên. And the second type is the one who was not invited. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái người được ở trong cái diện ưu tiên, được dự tiệc cưới thì lại không màng đến tiệc cưới. But you see that the first type, they never come to the wedding. Và chính vì họ không quan tâm đến tiệc cưới của vị vua tổ chức cho con của mình. And even though they, and more than that, they even didn't care about it. Cho nên họ đã bị loại ra khỏi diện ưu tiên. So they was eliminated from the first type. Và nhờ điều đó mà những người thuộc diện không ưu tiên được vào phòng tiệc. And thanks to that, the second type of person being invited. Và đó là hình bóng gì? Đó là hình bóng những người được thuộc diện ưu tiên chính là dân Israel. So the first type of person is Israel. Là dòng dõi của Abraham. The children of Abraham. Là những người được chọn. The chosen one. Nhưng mà họ đã bắt bớ, đã giết các đấng tiên tri và ngay cả họ giết luôn cả con Đức Chúa Trời. And they, but despite being invited by God, but they are killing the prophets of God and even the children of God. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra? And what we see? Vua đã nổi giận với những người được ưu tiên đó. And the king became angry to them. Sai quân lính đốt phá thành của họ và giết những kẻ giết người đó. Destroy the city and take off their life. Và điều đó đã ứng nghiệm vào năm 70 sau Công nguyên. And this thing already happened in the year 70. Dân Israel đã bị bắt, đã bị lưu đày, đã tản lạc khắp thế giới. And Israel's already been deported from their land. Và chúng ta biết rằng cái thời gian họ phải bị lưu đày lần này trải qua bao nhiêu lâu không? And you know what? How much? Did you know how much they leave the land? Chúng ta thử tính nha. Từ năm 70, let's count. Họ bị lưu đày. Cho đến năm 1948, họ mới trở về lập quốc. So from the year 70 to the year 1998. Bao nhiêu năm? How many years? 1878 năm. Và Chúa Giêsu cũng đã nói về cái thành Jerusalem. Không còn một hòn đá nào trồng ở trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. And God already said that there will be no more a rock standing on a rock on Jerusalem. Và điều đó cũng đã ứng nghiệm. And it's already happened. Năm 70, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ở tại đền thờ Jerusalem. In the year 70, the fire destroyed Jerusalem. Và bởi sự hỏa hoạn đó mà vàng được bọc đền thờ đó, nó đã chảy ra và nó đã chảy vào trong các kẻ đá. And because of the destruction, all the gold that covered the temple is already melted. Và quân lính La Mã đã nạp từng viên đá ra để lấy vàng. And the foreigner, they take every single rock to take the gold inside of it. Ứng nghiệm điều mà Kinh Thánh nói, Chúa bèn nổi giận, sai quân lính đốt phá thành của họ và giết những kẻ giết người đó. And this is God's will. Đó là điện thoại của ai? Vậy thì bây giờ chúng ta tạm thời dừng chỗ này và tôi muốn chúng ta rút ra một bài học. And I will stop here and I will want you to take a look deeper in it. Dân Israel là người được chọn. Israel is the chosen one. Họ hãnh diện bởi vì họ là con cháu của Abraham. They pride because they are children of Abraham. Và họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện họ bị Đức Chúa Trời bỏ họ ra khỏi kế hoạch của Ngài. And they think that they will never be forgotten in God's plan. Nhưng kết quả là gì? The result? Họ từ những người ưu tiên trở thành những người bị loại bỏ. They from the chosen one become the forgotten one. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta là ai? So who are we today? Chúng ta có thể lắm, chúng ta hãnh diện rằng chúng ta là Cơ Đốc nhân. We can be proud that we are Christian. Chúng ta có thể hãnh diện lắm, chúng ta là những người đạo dòng. We pride to say that we are being chosen by God. Chúng ta có thể hãnh diện cha chúng ta là người hầu việc Chúa. We pride as our father is pastor. Chúng ta có thể hãnh diện tổ phụ chúng ta là những người nổi tiếng, là những người đầy ơn. We pride as our father, our ancestor is full of grace of God. Nhưng nếu chúng ta không chịu vâng theo sự mời gọi của Đức Chúa Trời, but if we do not follow the call of God, thì cũng giống như dân Israel, we the same as Israel, cũng bị loại ra khỏi sự ưu tiên. Also being forgotten.
Rồi bây giờ chúng ta đi đến đối tượng thứ hai. So, đối tượng không được ưu tiên. We go to the second type of person. Hình bóng của đối tượng không được ưu tiên đó chính là toàn thể thế giới ngoại trừ Israel. The picture of the second type of person is the whole world except Israel. Bởi vì kế hoạch của Đức Chúa Trời ban đầu là chỉ có dân Israel phải không ạ? Because the first plan of God is only Israel. Nhưng bởi vì dân Israel đã không đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. But because Israel did not respond to the call of God. Cho nên, so that chúng ta ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội để bước vào trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. So that we are nowadays having a chance to step in the plan of God. Và cái đối tượng được mời về sau đó không còn có cái giới hạn của tiêu chuẩn nữa. And as we are being chosen after that, afterwards, so there was no limit for us. Ban đầu là những người có tiêu chuẩn. At first there was a standard to be called. Nhưng sau này không có tiêu chuẩn. But now there was no standard for us. Kinh Thánh nói thế nào ạ? Các đầy tớ đi khắp các đường cái, mời vào tất cả mọi người, bất luận dữ và lành. So as the king said, go outside the row and invite to the wedding feast as many as you find. Đó là hình bóng của việc ngày hôm nay các tôi tớ của Chúa đi khắp các ngã tư, đi khắp các đường cái, đi khắp thế giới, đi lên rừng, đi xuống biển để làm gì? Để rao giảng về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. And that is the picture of us nowadays. We're going all around the world to preaching the gospel. Dù anh là một tướng cướp, no matter you a thief, hay anh là một người khủng bố, or terrorist, hay anh là một người học thức, or you a well-knowledge man, một người bình dân, or just a normal person. Dù anh thật là giàu, hay anh thật là nghèo, rich or poor, dù anh một lãnh đạo của một quốc gia, but you a leader of a country, một người nô lệ, or he a slave, thì anh đều được mời vào tiệc cưới. All of them was invited. Nhưng nói tới chỗ này thì chúng ta lại cảm thấy hội thánh của Chúa như là một mớ hỗn độn. But when we acknowledge this, we're saying that the church is just like a case full of type of people. Và những người theo chủ nghĩa luật pháp họ không thích điều này chút nào. And some of us did not like this. Đúng không ạ? Is that right? Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo họ không thích điều này chút nào cả. Who looking for perfection? Ủa tại sao hội thánh của Chúa lại như vậy? Why it's become like this? Nhưng tôi nói với quý vị. But I tell you one thing. Đây là ân điển. This is grace. Chúng ta thường hay hiểu nhầm về ân điển. We sometimes misunderstand the between grace. Và chúng ta nghĩ rằng ân điển là một cái bùa hộ mệnh để cho chúng ta tự do phạm tội. We just think that grace is a protection for us to do whatever we want. Và chúng ta thường nói thế này, không sao đâu, phạm tội đi rồi ăn năn, Chúa sẽ tha thứ. We just say that, just make sin, redeem and God will forgive. Nhưng điều đó không phải ân điển. But that is not grace. Ân điển là gì? Ân điển là Đức Chúa Trời đã bỏ đi cái tiêu chuẩn ban đầu. Grace is God for God take out the limit from the beginning. Lẽ ra chúng ta không được phép đặt chân vào trong cái phòng tiệc đó đâu. As first we are not in a part in the plan of God. Nhưng bây giờ chúng ta được ngồi vào trong đó. But now we are gathering here today. Đó là ân điển. That is grace. Vậy thì người dữ, người lành đều được mời vào trong phòng tiệc. So everybody is invited no matter who you are. Nhưng điều gì quyết định để cho người đó ở lại để được dự tiệc cưới? But what decision make for him to be stay? Đây là vấn đề. This is the issue. Và chúng ta thấy ở trong từ câu số 11. Let's look in verse 11. Vua vào xem khách dự tiệc. But when the king come in to look at the guests. Chúng ta chú ý nha. Khi được mời thì có giới hạn không? When invited, there was no limit. Có tiêu chuẩn không? No standard. Không có tiêu chuẩn. Nothing. Không có giới hạn. Ai cũng được mời, miễn nhận lời là được bước vào. When you accept the invitation, you are in. Nhưng không có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ tiêu chuẩn. But it doesn't mean that God give no standard when you already invited. Vậy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời ở chỗ này là gì? So what is His standard for us? Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ. He saw this man who had no wedding garment. Vua hỏi, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? And he said to him, friend, how did you get in here without a wedding garment? Cái câu hỏi này để cho chúng ta thấy tiêu chuẩn của vị vua. And this question shows us the standard that we need to be. Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất thôi. One and only. Đó là
vào dự tiệc cưới thì phải có áo lễ. When you come to the wedding, you need to wear a garment. Ở trong cái bản tiếng Việt chúng ta thì dịch áo lễ, nhưng thật ra thì nó là trang phục cưới. In Vietnamese version, we said that áo lễ, but in Bible, it should be a wedding dress. Cho nên để được vào dự tiệc cưới thì tiêu chuẩn là phải có trang phục cưới. So in order to enjoy a wedding, you need to have a dress that is suitable in the event. Không cần biết lúc chúng ta mới được mời vào, chúng ta là thành phần nào trong xã hội. Nobody care who you are when you are invited. Nhưng đã vào phòng tiệc rồi thì tiêu chuẩn là phải có trang phục cưới. But when you are inside, you have to wear a suitable dress. Vậy kiểm tra lại xem chúng ta đã có trang phục cưới chưa. So let's check yourself, do you have this dress on you? Tại chúng ta không biết là trang phục cưới là gì đâu, phải không ạ? Maybe we don't know what is that. Bây giờ chúng ta sẽ xem Kinh Thánh nói trang phục cưới được dệt bằng thứ vải gì. And let's see what the chúng ta mở ra trong sách Khải Huyền đoạn 19. Please open in the book Revelation chapter 19. Khải Huyền đoạn 19. Chúng ta xem từ câu số 7 cho đến câu số 8. The book of Revelation chapter 19 verse 7 and 8. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Let us rejoice and exalt and give him glory, for the marriage of Lamb has come and his bride make herself ready. It was granted to her clothe herself with fine line of bright and pure. Bây giờ chúng ta chú ý. Let's notice in here. Cái áo này được dệt bằng vải gai mịn. This dress was made with fine lining. Và vải gai mịn được chú thích là công việc công bình của các thánh đồ. And this is the shadow of the good work of Christian. Vậy bây giờ tôi hỏi quý vị. So let me ask you. Việc công bình của các thánh đồ là việc gì? What is the good work that we are doing? Dễ hiểu hơn đi. Việc gì được gọi là việc công bình? Let's make it easier. What is called a good work? Tôi biết khi nói tới chỗ này, não chúng ta bắt đầu làm việc nhiều lắm. Chúng ta có thể sẽ nói không phạm tội tà dâm, không giết người, không nói dối, không trộm cắp, vân vân. Chúng ta sẽ liệt kê rất là nhiều những cái điều liên quan về luật pháp. When I say ask this question, I know that some of you already pull out a list and it's already related to the law. Phải không? Có ai đang liệt kê giống như tôi nói không? Is there anybody listed as I just said? Không ai liệt kê giống như vậy hả? Nobody? Chúng ta biết rằng tại sao ngày hôm nay ở trong hội thánh vẫn còn có nhiều người hay phán xét khác. And we know that sometimes in the church there's some people judgment the other. Bởi vì họ quan điểm việc công bình tức là những việc làm theo luật. Because their point of view is the good work is follow the law. Cho nên ai đó chưa trọn vẹn thì họ cho rằng người đó không công bình. So when some people not miss their expectation of perfection, they say that this is not a Christian. Ví dụ, một người tin Chúa rồi nhưng họ vẫn thấy người đó còn uống rượu hay là còn hút thuốc. For example, a Christian still smoking and drinking alcohol. Thì người đó bị lên án. And they being judged by the other. Nhưng còn có những người thật ra thì rất đáng bị lên án, nhưng vẻ bề ngoài của họ thì rất là đạo mạo. And some people their outside appearance is very gorgeous, but we don't know what the inside. Và cái việc công bình mà chúng ta quan niệm đôi khi nó khác với công bình mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy. And sometimes our point of view is different from God. Bây giờ để tiếp tục, trước khi tiếp tục, tôi sẽ hỏi quý vị câu này nha. Before we continue, I want to ask a question. Chúng ta đã đọc Kinh Thánh và chúng ta đã biết vườn Eden rồi, phải không ạ? We already read the Bible and know the Eden Garden. Trong vườn Eden. In that garden. Có cây gì? What tree is in it? Trong vườn Eden có cây gì? What tree in that garden? có cây cấm, có cây biết được thiện và điều ác, đúng không ạ? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nha.
Tôi hỏi quý vị nha. Ở trong vườn Eden có tất cả bao nhiêu cây? In the Eden Garden, how many tree is it? Was it? Nhiều. Many. Kinh Thánh không có nói là bao nhiêu cây, nhưng Thánh nói là nhiều. Bible doesn't mention the exact number, but it's already mentioned as many. Nhiều cái cây ở trong vườn Eden đó, Chúa diễn tả nó như thế nào ạ? And how did God describe it? Chúa khiến cho đất mọc lên nhiều cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. God made the plant grow out of nowhere and all of them were beautiful and the fruits was tasty. Giữa vườn có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. But there were two in the middle. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, có mấy cây biết điều thiện và điều ác? So let me ask, how many tree has the good and the bad? Có một cây thôi. Only one. Có bao nhiêu cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon? How many trees are beautiful? Bao nhiêu cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon? Nhiều. Many. Phải không ạ? Nhưng tại sao khi hỏi trong vườn Eden có cây gì, chúng ta chỉ chú ý đến cây biết điều thiện và điều ác thôi? But we only know, when I said in Eden Garden, we only know point, we only point out two trees that they stand out. Tại sao vậy? Why? Why is that? Thật ra chúng ta thấy thế này nè, qua cái câu hỏi này để chúng ta thấy cái bản tánh của xác thịt của con người chúng ta. And through this question we know the flesh in us. Chúng ta thích chú ý vào những cái khuyết điểm. We like to attention to the mặc dù weakness. Nó rất nhỏ. Even though it's very small. Nhưng còn ưu điểm. But we didn't pay attention to the other possibility. Một hôm nọ tôi giảng một chỗ một hội thánh kia và tôi hỏi một cái cô đang ngồi kế bên người chồng. And there was a time I preached in a Bible and there was a wife sitting next to her husband. Tôi hỏi cô rằng cô có thể ngay lập tức 10 cái ưu điểm của chồng cô được không? I asked her like this, can you point out 10 strong point in your husband? She said no. I don't know. Tôi hỏi vậy cô có thể ngay lập tức liệt kê 10 cái khuyết điểm của chồng cô được không? So can you point out 10 things that you don't like at your husband? Cô nói được. She said yes. Tôi hỏi rằng vậy thì chồng cô không được 10 cái ưu điểm sao? So you didn't even like one thing at your husband? Cô nói không, nhiều lắm. He said no, I like him very much. Nhưng tại sao liệt kê không được? But I cannot list it out. Là bởi vì chúng ta vẫn cứ chú tâm vào khuyết điểm của người khác, chúng ta không hề chú tâm vào trong ưu điểm của người khác. Because we only pay attention to what they are doing wrong, not what they doing right. Ở đây là khuyết điểm vợ nè, không phải các ông chồng thoát khỏi đâu, nhưng mà là khuyết điểm thường thấy ở các bà vợ. This is easy to see in a wife in a family. Người chồng có thể yêu thương, có thể chăm sóc, có thể làm tất cả những việc tốt lành cho chúng ta. Đôi khi nó là con số không. A husband can do everything for you, but you see it as zero. Nhưng đôi khi chỉ cần một cái lỗi nhỏ thôi. But only one small mistake. Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ. We repeatedly using that to torture him years after year only for one small mistake. Các ông đừng cười, các ông cũng vậy thôi. And husband, don't laugh. Not only your wife, but you also. Tại sao? Why? Là bởi vì cái bản tính của xác thịt hư hoại của chúng ta thích nhìn vào trong khuyết điểm. Because you hơn are là still, nhìn vào trong ưu điểm. You are still having flesh in you. That's why you're doing that. Mặc dù chúng ta thích người khác, even though we love or we like ưu điểm, đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại cứ thích nhìn vào trong khuyết điểm. No matter who they are, even though we love them, but we still look into their mistake. Nhiều người dùng cái ví dụ là một cái mảnh giấy trắng và có một cái chấm đen. Like just like this, one white paper, but there one dark point in middle. Có một giáo sư ông cầm một cái mảnh giấy trắng và trong đó có một cái chấm đen thôi. One piece of paper, but in that paper there only one dark. Ông hỏi các sinh viên là trong cái tờ giấy này có cái gì? And he asked, a professor asked, ai cũng nói, what do you say? Có cái chấm đen. Everybody say that the piece of paper is having a big dot in it. Đó là cách mà con người chúng ta để ý. That is how we pay attention. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ đưa đến cho quý vị một cái giải pháp. Nó không phải là cái cách chúng ta để ý như thế nào. But today I will give you a solution to reduce. Hoa này là hoa thiệt không hoa giả vậy? Tôi dùng hai bông hoa hai màu nha. So I use two flowers to demonstrate for you. Bây giờ trên tay của tôi, giả dụ màu tối làm khuyết điểm đi, màu sáng làm ưu điểm.
So the yellow is for the good and the grace is for đây the là một hạt giống của hạt lúa. That is the yellow one is a seed. Đây là hạt giống của hạt cỏ. On the left is will be a seed for disease. Và cả hai đều bằng nhau về số lượng. And they are the same quantity. Cả hai đều bằng nhau về số lượng. Nhưng không được phép bỏ cái nào nha. We are not allowed to take out any nào cả. Using them both. Bây giờ nếu muốn hạt lúa nó tăng lên thì quý vị sẽ làm gì? If I want the yellow seed to grow, what do you do? Quý vị sẽ làm gì? Trồng cái gì? Trồng hạt nào? Trồng hạt lúa. So we will plant. Đúng không ạ? Hạt cỏ này thì sao? How about this one? Không được bỏ. We not take it off. Vẫn giữ nó. Still keeping it. Bây giờ tôi trồng hạt lúa. Theo nguyên tắc của Chúa, một hạt sẽ ra 30, 60 và 100. As God, one seed will become 30, 40, 60. Cái mức thấp nhất là 30. Vậy tôi trồng xuống và mùa sau tôi sẽ được bao nhiêu hạt lúa? 30. Cái hạt giống nó đã chết rồi. Chỉ được 30 thôi. Vậy thì bây giờ giữa hạt lúa và hạt cỏ tỷ lệ là bao nhiêu? So what is the rate between these two? Trước đây khi chưa trồng xuống, khi chưa gieo xuống, nó là 50-50. When I not before I plant the yellow seeds, it's worth 50-50 because each of them having one. Nhưng mà bây giờ nó là 1/30. But this is now on 1/30. Vậy thì bây giờ cái gì nhiều hơn rồi? So which one is much more? Hạt lúa nhiều hơn rồi. The yellow seed. Tôi lấy 30 hạt lúa đó, tôi lại gieo tiếp. I take that yellow seed already been planted and keep planting more. Tôi sẽ được bao nhiêu hạt lúa? 900. And bây giờ tỷ lệ là bao nhiêu rồi? 1/900. Phải không ạ? Bây giờ tôi lấy 900 hạt lúa đó, tôi lại gieo tiếp. And I keep planting the yellow seed more over and over. Qua mùa sau tôi sẽ được bao nhiêu? Bao nhiêu? 900 nhân 30 ra 2.700 hả? 27.000. Tôi sẽ gọi đó là bây giờ là một đống lúa. So now I call the seed is a bunch of seed. Bây giờ hạt cỏ bao nhiêu hạt? Một hạt. But the one on my left hand is và still bây giờ khi one. Nhìn vào tỷ lệ lúa và cỏ thì ta còn thấy hạt cỏ không? Không còn thấy nữa. So when I grow the yellow seeds, it's already too much. So nguyên tắc tự nhiên chúng ta biết. We know that's in nature. I'm not nhưng growing the one on the left one, but there's so there would not grow. Chúng ta làm ngược lại. This is the law of nature, but we're doing it the opposite of it. We keep seeing the first one, the one on the left. Chúng ta muốn con cái mình nó khôn, mà chúng ta cứ nói sao mày ngu quá vậy. We want our children to be smart, but we just keep cursing them. Chúng ta muốn con cái mình nó ngoan, sao mày lì quá vậy. We keep cursing them with the bad word that we shouldn't. Chúng ta muốn con cái mình sao lại thành công giàu có, mày sao lại lớn cặp đất mang. We want them to be successful, but we did not say the words as we want with them. Có phải chúng ta đang làm như vậy không? Are you doing this right chúng now? Ta muốn hạt lúa được tăng trưởng, được nhân lên, hay là hạt cỏ được nhân lên? We want the good seed to grow, not the bad one. Bây giờ chúng ta muốn hạt gì trong chúng ta? Chúng ta muốn ưu điểm cho chúng ta được nhân lên, hay là khuyết điểm nhân lên? So what do we want in our body, the good or the bad to grow? Vậy hãy chú ý vào trong những cái ưu điểm. So pay attention to what you can do. Nếu chúng ta chú ý vào trong ưu điểm, có phải chúng ta đang ủng hộ những cái khuyết điểm không? And when you pay attention to the good one, the bad one has already left out. Tôi chỉ cho ta thấy chúng ta sẽ mất phần thưởng bởi vì chúng ta chú ý vào trong khuyết điểm. If we pay attention to our weakness, we're losing some gift or grace from God. Ban đầu khi Chúa Trời đem Adam và Eva ở trong vườn Eden, thì có phải đó là phước hạnh của họ không? When God bring Adam and Eve in the garden, there was their life, there was a grace from God. Họ có toàn quyền để hưởng lấy phước hạnh đó không? They have all command over the garden. Nhưng Chúa chỉ yêu cầu họ một điều thôi. But they only ask, God only asked them for one thing. Đừng chú ý đến cây biết điều thiện và điều ác. Don't focus on that tree. Khi họ chú ý đến tất cả các loại cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon, Chúa cho họ chú ý luôn cây sự sống. They allow them to using all the tree in that garden, everything. Nhưng đừng chú ý đến cây biết điều thiện và điều ác. But don't pay attention to one specific tree. Nhưng họ lại chú ý đến cây biết điều thiện và điều ác. But they keep seeing that. Có nhiều khi chúng ta đổ thừa cho con rắn. Sometimes we take blame over the snake. Bây giờ tôi cho là con rắn nó nằm ở trên cái cây biết điều thiện và điều ác, nó chờ bà Eva đi.
Let's just say the snake waiting on that tree. Nhưng nếu bà Eva không thèm chú ý đến cây đó. But what if Eve did not pay attention to that tree? Nó có cơ hội để gọi bà Eva đến không? She will not see the snake. Có không ạ? Không. Never. Nhưng bởi vì bà Eva, bà không quan tâm đến những cái cây đẹp mắt kia, mà bà chỉ quan tâm đến cái cây này. But because she pay attention to the tree that God says she should. Cho Satan nó lợi dụng. And so that the snake have a chance to contact with her. Nhiều khi chúng ta cứ nhìn vào trong vợ, nhìn vào chồng chúng ta, nhìn vào con cái chúng ta và chúng ta cứ so sánh thế này nè. Sometimes sớm tốt. We like to compare our wife to the neighbor wife. Bởi vậy cho nên là có cái câu nói đó là con nhà ai là tốt nhất thì câu trả lời là con nhà người ta. Phải không? Tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta chỉ thích nhìn vào trong khuyết điểm của những người xung quanh mình. So from now on, please don't pay attention to the people around you. I'm sorry, to the mistake of the people around you. Tại sao chúng ta nhìn người vợ của mình chúng ta thấy không có ưu điểm? Còn chúng ta nhìn những cái cô gái bên ngoài chúng ta thấy ôi đầy ưu điểm. Why we always pay attention to the girl outside beside your wife? Bởi vì chúng ta chỉ chú ý đến cái khuyết điểm của vợ mình thôi. Because you only see the mistake in your wife. Còn cái gì mà chúng ta chưa được hưởng đó, chúng ta thường hay nhìn vào ưu điểm. So what we don't have, we usually pay attention to it. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại. Let's back to the Bible. Việc công bình để chúng ta có được cái áo công bình là gì? The good work so that we can have a wedding garment. What is it? Không phải là chúng ta phải so sánh là cái người này làm nhiều điều tốt hơn người kia. We don't have to compare how much good work they do. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Let me ask you this. Theo quý vị thì ông Abraham, chúng ta tạm bỏ vào cái mấy cái thuộc linh ảo quyền của mình đi, nhìn vào thực tế, nhìn vào trong Abraham, ông Abraham tốt hay xấu? So let you just be the judgment. Are you saying Abraham is good or bad? Rồi bây giờ quý bà trả lời cho tôi nha, như một người đàn ông như vậy là tốt hay xấu? So lady first, is Abraham good or bad? Gặp khó khăn, gặp thiếu thốn, cái ông kia, vợ mày đẹp quá, bây giờ mày giao vợ mày cho tao đi, cho mày 5 tỷ. Ok, đưa 5 tỷ đây. Rồi quý bà, nếu có người chồng như vậy, quý bà nghĩ sao? When Abraham facing an issue or some difficulty, he sell his wife. So as a lady, is that good or bad for you? Chấp nhận người chồng như vậy không? Chấp nhận không ạ? Không. Và đối với chúng ta thì người đàn ông như vậy là người đàn ông tốt hay xấu? So with us, the man who sell his wife is not a good one. Tốt hay xấu ạ? Xấu. Rồi bây giờ thêm một khoan hãy quyết định, khoan hãy kết luận gì cả. Bây giờ thêm một nhân vật nữa. But wait, let's have some more. Vua David. David. Theo chúng ta thì ông là người đàn ông tốt hay xấu? Is he a good husband? Tốt hay xấu? Xấu chỗ nào? So đàn hay nè, hát giỏi nè, làm vua nè, rồi đánh trận giỏi nữa. So David, he's a general, he's a musician, he's a king. How bad was he? He has everything he needs. Vậy thì ông tốt hay ông xấu? Ủa tại sao cái gì cũng giỏi hết lại là xấu? So he's a man of perfection, but how come he's still a bad husband? Thật ra thì chúng ta thấy, nếu chúng ta so sánh về cái lý lịch của ông vua Saul và vua David. If we compare a profile between Saul and David. Giả dụ nha, hai ông vua đó ngày hôm nay đại diện cho hai ông mục sư. Let's this, two kings represent for two pastors nowadays. Đến hội thánh chúng ta để ứng cử làm mục sư quản nhiệm. Both of them came to one church to become the leader. Một ông thì lý lịch như thế này. The first one profile is like this. Chúa sai tôi đi đánh trận và tôi đã đánh thắng trận và tôi đã đem rất là nhiều chiến lợi phẩm về để dâng cho Chúa. God sent me to the battlefield and I won and I bring all the collection back to the Lord. Tôi là cái người luôn luôn có cái tinh thần sẵn sàng để thế chỗ cho những mục sư khác khi những mục sư kia đến trễ. I was always ready to become the replacement of the other. Rồi, một người thầy lý lịch. That's the first one. Ngày đầu năm các vua phải ra trận nhưng tôi làm biếng quá, tôi sai quân lính tôi đi ở nhà chơi. And back to David,
As the New Year, I send my all my army and troops to the battlefield, and I so lazy, so I stay home. Tôi lên Landmark 81, tôi uống cà phê và tôi nhìn phóng ra, tôi thấy những cô gái rất là đẹp ngoài kia. I just enjoy the view and the tea, coffee that I have. Và thế là tôi đã tìm cách để tôi chiếm đoạt họ. And when I see the lady, I try to take them. Rồi bây giờ quý vị chọn mục sư cho mình đi. So which pastor did you choose? Quý vị chọn đi. Chọn ai? Chọn ông thứ nhất. Ông thứ hai là coi như là bỏ rồi phải không ạ? So you choosing the first pastor. Nhưng Đức Chúa Trời chọn ông thứ hai. But you choosing the first king, but God choosing the second one. Mặc dù Abraham xấu, Đức Chúa Trời lại chọn Abraham. Even though Abraham is not a perfection, but mặc dù God phạm choosing tội, him. Đức Chúa Trời lại chọn David. Even though David is having sin and is not a forgivable one, but God still giving him. Có vẻ nhiều người có ánh mắt hoang mang, ủa Đức Chúa Trời chọn gì kỳ vậy? So I see that some of you is being confused right now. Nhưng chúng ta xem lý do tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Abraham. Chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 6, nhờ mọi người đọc giúp tôi. Please open in the book of Genesis chapter 5 verse 6. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 6. I'm sorry, chapter 15 verse 6. Genesis chapter 15 verse 6. Tại sao Chúa lại chọn Abraham? Why God choose Abraham? Bởi vì Abraham tin lời của Đức Chúa Trời phán. Because Abraham having faith in God's word. Vậy tại sao Ngài chọn David? So why did he choose David? Công vụ đoạn 13 câu 22. Công vụ đoạn 13 câu 22. In the book of Acts chapter 13 verse 22. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng, ta đã tìm thấy David, con của Giê-xê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Vậy thì, tại sao chọn Abraham? So why did God choose Abraham? Bởi vì Abraham tin. Because Abraham believed. Tại sao Ngài chọn David? Why God chose David? Bởi vì David vâng lời. Because David followed God's word. Vậy thì đối với Đức Chúa Trời, như thế nào là công bình? So with God, what is good work? Trong thời của Abraham. In the time of Abraham. Không lẽ chỉ có một mình Abraham tốt sao? Not only Abraham is good. Phải không? Phải có một mình Abraham tốt không? Not only him. Không. Trong thời của David, có phải chỉ có một mình David tốt không? In the time of David, not only him is good. Chúng ta đã so sánh rồi đó, ông còn tốt hơn David. We already compared Saul. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại chọn David? But why he God still choosing Bởi David? Bởi vì David vâng lời. Because David followed God's word. Cái câu công vụ đoạn 13 câu 28 ở trong một cái bản dịch khác dịch như thế này nè. Ta đã tìm thấy ở trong David con của Giê-xê một mẫu người mà ta muốn. Người vâng theo ý ta. Because David he obeyed God's word. Đó là lý do tại sao Chúa chọn David. That's why David is being chosen. Vậy thì nếu chúng ta nói rằng cái áo công bình, tức là những việc công bình, và chúng ta bắt đầu chúng ta liệt kê việc này, việc kia, việc nọ, thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta là những người xét đón. So when I ask you a question, what is good word, and you keep listening all the world. Và chúng ta cứ nhìn vào trong người nọ, nhìn vào trong người kia, và chúng ta cho rằng người này xứng đáng, người kia không xứng đáng. And that is our being judgment. Đức Chúa Trời không muốn ta làm điều đó. God don't want us to do that. Mà Đức Chúa Trời muốn ta làm gì? What is God want us to do? Đức Chúa Trời muốn chúng ta giữa chúng ta với Ngài, chúng ta là người tin Ngài và là người vâng phục Ngài. God only asking for us to believe in Him and obey what He said. Như vậy là công bình. That is good word to God. Có nhiều người sẽ nói chỉ cần tin và vâng phục thôi. Còn mọi việc làm khác thì sao? Some people said we only need to believe in God and we will go to heaven. Khi tôi vâng phục một người, when I follow one person, tôi sẽ vâng phục luôn tất cả những gì người đó muốn. I will follow what he do. Còn khi tôi không vâng phục, but when I become disobeyed with that person,
Tôi có thể trước mặt người đó tôi làm điều tốt, nhưng sau lưng người đó tôi làm điều xấu. I can do the good in front of him, but I doing the opposite when I not around him. Khi tôi yêu vợ của tôi, when I love my wife, có vợ tôi kế bên, my wife is beside to me, tôi không phạm tội, I'm not making a sin, I'm not betray her. Nhưng không có vợ tôi kế bên, but when my wife is not around, tôi cũng không phản bội. I'm still not betray her. Cho nên khi chúng ta vâng phục Chúa có nghĩa là chúng ta vâng theo tất cả những gì mà Chúa muốn. When we obey God, we do everything that He wants. Đó chính là cái áo công bình. That is our wedding garment. Vậy thì bây giờ cái người không có cái áo công bình, người đó sẽ ở đâu? So back to the one that don't have the wedding garment. Chúng ta mở ra quay trở lại ở trong Matthew đoạn 22. Let's back in the book of Matthew chapter 22. Matthew đoạn 22. Matthew chapter 22 verse 13. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ thì phán cùng người rằng: "Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ?" Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: "Hãy chối tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng." Then the king said to the attendant: "Bind him hand and foot and cast him into outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth." Bây giờ chỗ khóc lóc mà nghiến răng mà Kinh Thánh đang nói tới là ở đâu? So what is this place that Bible mentioned? Là ở đâu? Ở đâu? Where? Mọi người nói ngoài thành, mọi người nói hồ lửa. Some people said outside the city. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ từ từ. Nghe giảng tới 12 giờ nổi không? Cái người đàn ông này đã được mời và đã nhận lời mời để vào phòng tiệc rồi. Vậy có nghĩa là người đàn ông này đã tin nhận Chúa Giêsu chưa? So this man was invited to the wedding. This means he has accepted Jesus as his God. Đã tin rồi. Và người đàn ông này đã tin cho đến cuối cùng chưa? And he believed to the end. Vẫn tin cho đến cuối cùng đúng không? He's still believing in và theo lời Kinh Thánh nói, há giữ trung tín cho đến chết thì ngươi sẽ được mẫu chiều thiên của sự sống. Ông này có phản bội Chúa không? He did not betray Tại vì God. Khi vua vào xem khách dự tiệc, ông thì vẫn ngồi ở đó mà. Because when the king come, he's still invited to the wedding. Ông đâu có chối bỏ đức tin đâu. He still have faith in God. Và theo như Kinh Thánh nói, as the Bible said, thì sẽ được cứu. And Bible said, believe in Jesus Christ, you will be safe. Nhưng mà tại sao ông này lại bị quăng ra ngoài nơi tối tăm, là chỗ sẽ có khóc lóc và nghiến răng? Why does this man being cast out? Do chúng ta bị hiểu nhầm. We are misunderstanding here. Cái chỗ nơi tối tăm này nè, nó là cái nơi mà ánh sáng không có gọi tới. The place he being cast out is the place there was no light. Còn cái hồ lửa là một từ ngữ khác, nơi đó dành cho ma quỷ, dành cho tiên tri giả, dành cho con thú và dành cho những người đi theo nó. Tức là những hell, người không được ghi tên vào trong sách sự sống. And hell is another place beside this place. Còn âm phủ nó gọi là Hades. Trong âm phủ trước khi Chúa Giêsu ngài chịu chết và sống lại thì âm phủ được chia làm hai nơi. Một nơi gọi là lòng Abraham và một nơi là nơi hình phạt của những người không tin, của những người ác chờ đợi sự phán xét. Và điều gì xảy ra? Khi Chúa Giêsu ngài chịu chết và ngài sống lại thì cái phần âm phủ nó được gọi là lòng Abraham đó đã được đem lên tầng trời thứ ba. Cho nên cái chỗ nơi tối tăm này nó không phải là Hades. So this place that he was cast out is not hell. Nó không phải là hồ lửa. It's not the pool of fire. Bởi vì hồ lửa là dành cho những người không tin Chúa Giêsu. Because hell was for the people that is not believing God. Vậy còn nơi tối tăm này là nơi nào? So what is this place? Chúng ta cũng thấy một cái câu chuyện tương tự ở trong Matthew đoạn 25 về năm người nữ khôn ngoan và năm người nữ dại. We will see the same place mentioned. Cả 10 người nữ này đều được gọi là nữ đồng trinh. Book of Matthew chapter 25. Tức là hình bóng của những người đã tin Chúa Giêsu rồi. The same story. Được xưng công bình rồi. Nhưng mà trong 5 người, trong 10 người thì có 5 người khôn và 5 người dại. The story of 10 virgin. 5 người khôn thì được vào dự tiệc cưới. But còn 5 người dại thì ở ngoài. 10 không virgin được dự tiệc cưới. But only 5 was invited. Vậy thì 5 người nữ dại này có bị xuống hồ lửa không? So the other five that was not invited, does they been cast out in hell?
But these five were still believing God. Vậy cái nơi tối tăm này là nơi nào? So what is the outer darkness? Tôi muốn cho chúng ta phân biệt hồ lửa và nơi tối tăm. I want you to separate the hell and the outer darkness. There's two different places. Ở trong Khải Huyền đoạn 21. In the book of Revelation chapter 21. Khải Huyền đoạn 21 câu số 8. Verse 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Đây là số phận của những người ở trong hồ lửa. This is in the book of Revelation chapter 21 verse 8. This is the fate for the one in hell. Và cái phần phán quyết cho những người ở trong hồ lửa này là đã kết thúc cái sự phán quyết của Đức Chúa Trời chưa? And the judgment is already end. Đã kết thúc rồi. Và kể từ đoạn 22 đó là quang cảnh của trời mới và đất mới. And begin in chapter 22, that is the picture of the new life. Trời new mới heaven. Và đất mới được dành cho ai? And that new life is for us. Cho những người được ghi tên vào trong sách sự sống. It's the one who their name is in the book of living. Nhưng mà chúng ta lại thấy có một điều như thế này. Chúng ta xem ở trong trời mới đất mới có gì nha. So let's see what is in the new life. Trước tiên chúng ta xem câu số 1 và câu số 2. Revelation chapter 22 verse 1. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hàng sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra ở giữa phố thành, và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb through the middle of the street of the city. Also on either side of the river, the tree of life with its 12 kind of fruit, yielding its fruit each month. Chữa lành cho các dân này là ai vậy? And what is the river of life belong to? Những người không tin. For those who not believe. Đã trong hồ lửa rồi. It's already in the hell. In hell. Những người tin đã được đến trong trời mới đất mới rồi. Who believe in God is already in having a new life here. Vậy các dân này là ai? So who belong to this river of life? Các dân này là ai ạ? Để chúng ta biết các dân này là ai, chúng ta xem trong đoạn 22 câu 14 và câu 15. Let's read in the same chapter verse 14 and 15. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến gần đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và phàm kẻ nào ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Outside all the dark sorcerer and the sexual immoral and murderer and idolater and everyone who love and practice falsehood. Chúng ta có thấy bị rối rối chỗ này không? Ủa, những người không tin, những cái người thờ hình tượng được liệt kê ở trong đoạn 21 câu 8 đã ở trong hồ lửa rồi. Trời mới đất mới mà tại sao còn những kẻ, những loài chó, những người gian dâm, những người thờ hình tượng? Tại sao lại còn? The people in the chapter 21 is already in hell, so how does they are being repeated in chapter 22? Những người này ở đâu? Who are they? Ở ngoài thành. They are outside of the city. Tức là những người này là những người đã được ở trong trời mới đất mới chưa? Đã được rồi. Bởi vì họ đã không ở trong hồ lửa, họ đã có tên trong sách sự sống. Tại sao? Bởi vì họ tin. Chúng ta thấy so sánh giữa Khải Huyền đoạn 21 câu 8 và Khải Huyền đoạn 22 câu 15, ta thấy có một sự khác biệt. Đó là trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8 có sự không tin ở trong đó, nhưng Khải Huyền đoạn 22 câu 15 thì không có người nào là không tin cả. We compare chapter 21 and 22. 21 is for those who people who are not believe, but in the chapter 22 these are people who believe in God. Họ tin và theo như sự công bình, theo như thành tín của Đức Chúa Trời. Nãy chúng ta mới hát gì đó, Ngài là Đấng như thế nào? Ngài là Đấng luôn giữ lời. Và tin Chúa Giêsu thì được cứu. Và họ được cứu. Họ không ở trong hồ lửa. Đúng không ạ? So the people in chapter 22, they believe in God and they being saved, they not being cast out in hell. Nhưng họ chỉ dừng lại ở chỗ tin thôi.
But they only stop at belief. Họ chưa vâng lời. They're not obeying. Họ vẫn còn thờ hình tượng. They still idolater. Họ vẫn còn gian dâm. They still being sexual immoral. Họ vẫn còn nói dối. They still being a liar. Họ vẫn còn thích làm những sự giả dối. They doing the thing that is not right. Nhưng có điều họ tin. But they still believe. Nếu như những người này bị quăng luôn vào trong hồ lửa, if these people being cast out in hell, thì Đức Chúa Trời không giữ lời hứa. That means God is not keeping His word. Đúng không? Is that right? Nhưng mà nếu như những người này được vào dự tiệc cưới, but if these people was invited to the wedding, thì Đức Chúa Trời không công bình. And God is not being faithful to all. Tại sao vậy? Why is that? Một người khi sống ở trên đất này, sống trả giá cho Chúa, hy sinh mọi thứ để làm đẹp lòng Chúa, và người sống thoải mái theo xác thịt, khi vào thiên đàng giống nhau, thì Đức Chúa Trời công bình không? Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, Ngài là đấng công bình. But the God we serve is faithful. Ngài là đấng giữ lời hứa. He is promise keeper. Bởi vậy cho nên nếu bạn tin Chúa Giêsu, bạn được cứu. So if you believe in God, you are safe. Nhưng nếu bạn không vâng lời, bạn không được vào thành. But if you did not obey to His word, you are not invited to the city. Và cái sự khác nhau giữa trong thành và ngoài thành là gì? So what's the difference of inside and outside the city? Chúng ta xem nha. Khải Huyền đoạn 22 từ câu số 3. Đây là sự diễn tả về những người ở trong thành. Chẳng còn sự nguyền rủa nữa. Ở trong thành nha. Chẳng còn sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, và các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đây là phước hạnh của những người ở trong thành. Verse 3 and 4 of chapter 22 is describe the picture of the people who inside the city. Sự sáng của ngôi Chiên Con và ngôi Đức Chúa Trời soi ở đâu? Soi ở đâu? Ở trong thành. The light of God shine all over inside the city. Ngoài thành không có sự sáng. But the outside there was no light. Trong thành không còn sự nguyền rủa nữa. There was no curse in it. Ngoài thành còn không? But there was outside. But still having outside. Đó là lý do mà lá của cây sự sống dành để chữa bệnh cho muôn dân. That's why the leaf of the living tree. Tức là những người được cứu xong dường như qua lửa đó, họ vẫn cần sự chữa lành. Even though you already have new life, you still need the healing. Lúc đó không chữa lành bằng danh của Chúa Giêsu mà bằng lá của cây sống. At that time we're not using God's name but using the leaf of the living tree. Còn trái của cây sự sống thì dành cho ai? And the fruit of the living tree? Dành cho. Câu 14 của đoạn 22. Verse 14 of chapter 22. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Bless. Tức là những người nào được vào thành thì mới được trái cây sự sống. Ở ngoài chỉ ăn lá thôi. When you inside the city of God, you can eat the fruit, but when you outside, you only get the leaf. Một phần một câu kinh thánh nữa trong sách Khải Huyền đoạn số 2. Last part. Okay. Chapter the book of Revelation chapter 2. Câu số 7. Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng kẻ nào thắng ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong paradis của Đức Chúa Trời. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the church. To the one who conquer, I will grant to eat the tree of life, which is in the paradise of God. Bức thư này gửi cho ai? This letter. Hội thánh Epheso. Tức là cho tất cả những người tin Chúa. Was sent to the church of Ephesus. Những người này tốt không? Tốt. Những người này có ghét công việc của ma quỷ không? Ghét. Đúng không ạ? Nhưng mà có một điều đó là Chúa trách người đã bỏ lòng kính mến ban đầu. This letter was sent to the church of Ephesus, which is us. Ăn năn đi. Repent. Và kẻ nào thắng, tức là kẻ nào mà vượt qua được cái sự nguội lạnh ban đầu, để ăn năn, để quay trở lại làm những công việc ban đầu cũng, thì sẽ được hưởng cây sự sống. So that this reminds us, if you granted the standard of God, you will have the right to eat the fruit of the living tree. Còn những người không thắng thì sao? Họ có ở trong hồ lửa không? Họ vẫn tin Chúa Giêsu mà.
Họ vẫn tin Chúa Giêsu mà, nhưng họ không được đến gần cây sự sống. Họ không được hưởng cây sự sống. Ăn lá đã buồn đi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta được bước vào trong phòng tiệc? Làm thế nào để chúng ta được ở trong thành? Làm thế nào để chúng ta được hưởng lấy phần của trái cây sự sống? So how come for us to being invited to the wedding and enjoying that wedding and still staying there for the rest of our life? Điều đơn giản thôi. One thing. Có cái áo lễ. The wedding garment. Áo lễ đó là gì? Đó là sự công bình của các thánh đồ. That is a good word. Và việc công bình này là gì? Tin và vâng lời. So all you need to do is believe and obey to God's word. Đó là lý do mà tôi nói có những người chúng ta cảm thấy dường như là họ không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời lại gọi họ là xứng đáng. So as in our flesh, some people are worthy, some people are not worthy, but with God they are more than worthy. Nhưng cũng có những người chúng ta cảm thấy họ xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời lại thấy họ không xứng đáng. Sometimes we need to see as God's eye, not with flesh, the flesh eye. Bởi vì Đức Chúa Trời thì nhìn thấy ở trong lòng. But because God, con người thì nhìn thấy bên ngoài. God is seeing the heart. We only judge by the appearance. Cho nên, xin Chúa giúp đỡ cho mọi chúng ta. So please God help us all. Để chúng ta trở thành người được bước vào phòng tiệc cưới để dự tiệc cưới của Thiên Con. So that we can be invited to the wedding. Bằng điều gì? Bằng việc tin cậy và vâng lời. By believing and obeying the God word. Amen. Amen. Chúc cho tất cả chúng ta được ở trong thành. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.